Này, hai chị em làm sao đấy? Bình tĩnh lại đi. Được. Thế thì em xin phép chị được rút lại lời nói. Rút lại lời nào? Từ nãy tới giờ nói nhiều ấy là nhiều, chả nhớ được luôn ấy. Là cái lời em sẽ trả phòng lại cho anh chị. Không được, được chứ. Em luôn cố gắng biết điều với chị, còn chị thì được nước làm tới. Từ bây giờ trở đi, em sẽ không bao giờ như thế nữa. Còn căn phòng này, em không cần biết đó của ai và câu chuyện nó như thế nào. Nhưng mà bố mẹ nói là đây là phòng của bọn con, cho nên là em sẽ ở đây cho tới lúc dọn đi. Xong. Em bây giờ chơi cù đúng không? Định nói chuyện kiểu cù đúng không? Nếu mà chơi trò cùn nhá, thì chị chơi trò cùn luôn. Đứa nào có chìa khóa, đứa đấy được ở lại phòng. Đứa nào ở phòng này, đứa đó có chìa khóa. Không. Đánh nhau à? Tập 10 bộ phim Gia đình mình vui bất thình lình, 21:40 hôm nay. Con muốn lấy vợ ạ. Con lấy ai? Trâm Anh, chủ của studio ảnh cưới mà con đang hợp tác cùng. Trong cuộc đời này, con tin chắc một điều là không có một cuộc hôn nhân bất ngờ nào lại không có những lý do bất thường. Thực sự em không hiểu là chị cố tình hay là vô ý. Chắc chị là người hiểu rõ nhất. Đúng là muối mặt. Như bà U60 cầm đầu đường dây con dâu thì đánh nhau mấy cái đứa trẻ danh. Gia đình anh em chưa từng thấy ở đâu bao giờ, kể cả trên TV. Cả nhà mình là một gia đình. Một gia đình thì chơi hết mình. Chơi hết mình là chơi nhiệt tình. Mà không nhiệt tình thì chơi một mình. Đi thôi. Đi nào các con.